À, họ đã có cái ý tưởng của họ từ năm 2008, Đấy. cuối năm 2008, đúng ạ, cuối năm 2008 và đầu năm 2009 tháng 3 năm 2009 là họ uh, có cái uh, đặt tên, cái bắt đầu là 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 vận hành anh em uh, làm công nghệ và đến tháng tháng 7 năm 2010 tức là khoảng hơn một năm, Đấy. hơn một năm là họ bắt đầu là ra mắt tại San Francisco. Thế thì em lại chia sẻ như thế này, có rất là nhiều người nói rằng là một công ty công nghệ thì thông thường phải cần một vài năm để có thể ra được thị trường, đúng không ạ? À, họ lấy ví dụ là công ty Uber để họ nói lên điều đó. Nhưng mà em lại phải chia sẻ thêm một cái nữa là gì? Công ty Uber, cái 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 hoàn cảnh lịch sử của công ty Uber nó khác với hoàn cảnh lịch sử của bây giờ. Tức là gì ạ? Năm 2010 thì internet nó hãy còn hãy rất là là, là, là nó không như bây giờ đúng không ạ? nó sơ khai hơn các kênh marketing nó cũng không uh, có Facebook không có gì cả. Thời điểm đấy có Facebook rồi, Thế nhưng mà uh, nó suy cho cùng nó chỉ là một cái cái mạng xã hội đơn giản thôi, nó không phải là cái thứ mà người ta phát cuồng như bây giờ. Thế thì thời điểm đó là Uber người ta phát triển. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là cái thói quen của thời điểm đó là nó nó gặp rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên, anh chị có nhìn cái lịch không ạ? Tháng 7 năm 2010 chính thức ra mắt nhưng mà tháng 1 năm 2011 đã gọi được ngay một vòng vốn là 11 triệu đô là CDA. Tức là sau mấy tháng, sau khoảng 6 tháng họ đã gọi vốn được rồi. Đó, sau tiếp tục 4 tháng nữa là họ đã mở rộng tại New York và chưa à hơn một năm sau là họ gọi thêm 37 đô, 37 triệu đô. Đấy. Và sau đó thì họ phát triển như vũ bão. Thế thì nhiều khi ấy, cái idea để thành lập một dự án ấy, nó không phải là quá lớn nó rất đơn giản thôi nhưng đến thời điểm này Uber mới mới IPO cách đây uh, mấy năm à? cách đây bao lâu à? cách đây, uh, hình như vừa với IPO xong trong này còn chưa có mới chỉ nhận vốn có vốn tư nhân thôi IPO năm 2019 2018 gì đấy thì trong cái, cái cái quá trình thành lập này còn chưa có gọi hàng tỷ đô rồi nhưng mà họ vẫn chưa IPO thì uh, lý do tại sao em nói về cái 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 bên Uber này thì thứ nhất ấy, Uber là một trong những thương hiệu mà mà chúng ta ai cũng yêu thích. Nếu mà đã từng được trải nghiệm. Em nói ví dụ như là Uber ngày xưa thì nó mới chỉ có ở ở ở, ở Hà ở Hà Nội này, Sài Gòn là nó đã bị gặp vấn đề mất rồi. Thế dẫn đến là 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 nó bị Grab nó mua lại. Thế tuy nhiên, em phải nói là Uber là một trong những vị đi đầu về cái những cái công nghệ của họ. Và đến thời điểm này họ vẫn đang làm được điều như thế. Thế thì cái quan trọng nhất là gì ạ cái quan trọng nhất là uber nó tạo được một cái tình yêu đối với khách hàng ai đã dùng uber rồi thì không muốn dùng những dịch vụ đơn vị khác nữa thì cái đó là cái mà uber nó làm làm được với khách hàng thì đấy là cái trải nghiệm của người dùng thực sự tốt thế còn em muốn chia sẻ một cái câu chuyện thứ hai thì uber phải đến 2019 tức là khoảng 10 năm sau họ bắt đầu với ipo ipo sau khi họ thành công ở quá nhiều quốc gia rồi nhưng có một công ty đến thời điểm này họ còn chẳng muốn IPO, IPO cơ đó là bên uh, Airbnb chắc anh chị cũng biết Airbnb rồi đúng không ạ thì chúng ta rất là giống với lại là Airbnb đấy Airbnb từ Airbnb nghĩa là Air and Breakfast từ điểm hơi vào bữa ăn sáng thực ra cái ý tưởng này thành cũng cũng pha, uh, phát, phát triển vào năm 2018 thì uh, ở đây nói về Airbnb em cũng không muốn nói quá nhiều vì thực ra họ đã thành công rất nhiều rồi có cái câu chuyện của của họ muốn nhắc đến một chút là bởi vì là họ có liên quan đến chúng ta, đây, họ có liên quan đến chúng ta ở một phần đó là cái mô hình kinh doanh của Airbnb đó trước đây chúng ta uh, thiên về là đầu tư tức là chúng ta có thể trở thành đối tác của Airbnb nhưng mà Airbnb phát triển bùng nổ ở Việt Nam, và em sẽ cho mọi người sâu cho mọi người cái câu chuyện về phát triển bùng nổ ở Việt Nam. Đó, đây. Airbnb vào Việt Nam bắt đầu xuất hiện từ năm 2015 với khoảng 1.000 phòng, thì đến năm 2017 là họ đã có 6.500 phòng đúng không ạ? Và hiện tại là họ đã có rơi vào khoảng là hơn hơn 20.000 phòng mỗi năm khoảng 200% mỗi năm gấp đôi thì năm 2019 là khoảng 13 2018 là khoảng 26 và đến giờ khoảng 50.000 50.000 phòng đúng không ạ? Đó. Thì Airbnb là họ hiện tại họ có khoảng 50.000 phòng. Thì theo thống kê kê của e DNA của Airbnb ấy, thì uh, hiện tại là một cái chủ nhà ở Việt Nam trung bình kiếm được khoảng 15 triệu. Ở đây là họ đang nói đa phần là homestay thôi. Đấy, câu chuyện về homestay thôi thì uh, Airbnb và Uber là một trong hai mô hình thành công nhờ IPO đấy, và và gọi vốn rất là truyền thống uh, có rất nhiều mô hình thành công uh, từ từ tiền ảo nhưng mà em có thể thống kê lại thực ra ở trên thế giới hiện tại bây giờ còn sót lại là ba mô hình và thành công nhất một là của Ethereum này hai là Bitcoin và ba là Ripple của Việt Nam ấy. có mấy anh bạn Việt Nam các bạn làm thì đấy là một trong ba mô hình cũng tương đối thành công uh, thì hôm nay em chút em sẽ quay trở lại với Airbnb sau khi so sánh với NASPAY hôm nay sẽ quay sẽ chia sẻ với mọi người từng từng chút từng chút một liên quan đến ICO này, LAN và IPO đúng không ạ? Hôm trước ấy, em nói chuyện với lại là một vài anh chị leader thì em mới thấy rằng là uh, cái uh, kiến thức của mình về 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 uh, về uh, những cái liên quan đến ICO và IPO nó hãy còn uh, chưa được gọi là chưa được rõ ràng lắm. Mọi người vẫn đang bị uh, một cái câu chuyện là bị nhầm lẫn giữa giữa hai cái 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 cái, cái khái niệm này, trong khi hai khái niệm này là hai khái niệm nó thực sự là khác hẳn nhau luôn ạ. Đây em có một cái so sánh ưu và nhược điểm của ICO và IPO đúng không ạ? Anh chị sẽ nhìn thấy rằng là cứ chỗ nào có dấu cộng, dấu cộng có nghĩa là có thì đổi lại ở bên kia là dấu trừ. Dạ. Chưa lên á. À? Anh ta lấy xe rồi đây mà nhỉ. Lại nhé. chia sẻ lại. À đây, Opera đúng không? Rồi, chưa này. Thế hôm nay chắc là chia sẻ nhầm rồi. Không sao. Uh, em chia sẻ kiên nhìn thấy cái đấy chưa ok em chia sẻ nhé tập trung vào cái này thôi tí em sẽ quay lại cái airbnb sau cái so sánh này ico ipo và cổ phần Ờ uh, thì chia sẻ với mọi người thứ nhất ấy, là không được nhầm lẫn giữa hai khái niệm ipo và ico hai khái niệm này nó khác hẳn nhau một là các bạn nhìn được cái bảng so sánh đầu tiên ạ cứ chỗ nào là ipo là dấu cộng thì ico là dấu trừ đầu tiên là độ tin cậy thì ipo là luôn luôn là tin cậy nhất khung pháp lý, phạm vi pháp lý thì nó cũng là dấu cộng, hồ sơ công ty nó cũng là dấu cộng. À, tuy nhiên nó bị hạn chế ở cái việc là thứ nhất là đầu tư nhanh, thứ hai là đầu tư nhỏ hơn, nó cái khoản đầu tư của nó tương đối lớn. À, thực ra là không phải là tương đối lớn, nó cũng có cả nhỏ nhưng mà để mang lại hiệu quả thì rõ ràng là là IPO phải đầu tư một khoản lớn thì mới nó có ý nghĩa. với thứ hai là khả năng quốc tế hóa của nó thực sự là khó khăn bởi vì nó bị ràng buộc ở những kiêu, tiêu chuẩn về pháp luật. Đó. Thế thì uh, em sẽ định nghĩa từng, từng thứ một để cho mọi người thấy. Thì uh, đối với ICO ấy, khi mà một công ty phát hành ra tiền điện tử trên thị trường, tiền kỹ thuật thì nó gọi là ICO đúng không ạ? Uh, lần đầu tiên ấy, phát hành lần đầu tiên, thì phát hành một số lượng nhất định token được mã hóa và sau này bán ra những mã token này cho nhà đầu tư khác nhau, thì uh, hiện tại là Nan cũng đang đi trên con đường của ICO thực ra Nan nó là tổng hòa của cả ICO của cả IPO tuy nhiên là hiện tại cái thời điểm hiện tại là chúng ta đã, vẫn đang phải đi trên con đường của ICO là gì chúng ta phát hành đồng tiền mã hóa đúng không ạ và chúng ta bán ra cái, cái đồng tiền này thì lý do tại sao lại, lại như thế bởi vì là cái thời điểm ấy, cái thời điểm của ICO là gì thời điểm ICO là thời điểm bắt đầu dự án còn thời điểm của IPO theo quy định của pháp luật Việt Nam đó, Việt Nam là vốn điều lệ công ty tối thiểu 10 tỷ thì không vấn đề gì rồi này. Kinh doanh của năm trước khi thực hiện IPO phải có lãi tức là kinh doanh 2 năm liền chúng ta phải có lãi mà chúng ta mới chỉ có con số của năm nay thôi thành ra có IPO cũng không không IPO độ nổi. À, đại hội đồng cổ đông phải thông qua phương thức cái này thì không vấn đề gì rồi. Tuy nhiên đó, ICO quy định, IPO quy định của nó tối thiểu là công ty phải hoạt động 2 năm ít nhất là 2 năm. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai về căn cứ về định nghĩa của IPO ấy ạ, là việc chào bán chứng khoán đầu tiên cho công chúng này. Tuy nhiên nhé, cái này nó sẽ khiến cho công ty của chúng ta trở thành công ty đại chúng và chịu sự quản lý của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Đấy. Còn đối với ICO thì hiện tại hiện tại là đang chưa có một cái hành lang pháp lý nào rõ ràng và chưa chịu cái cái cái, cái quy định nào. Tuy nhiên, đấy, tuy nhiên em cũng nói thật là thực sự là như thế này. Nhà nước luôn luôn quản lý mọi cái giao dịch theo cái dòng tiền. Đó. Em nói ví dụ như là toàn bộ cái phần mà 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 đập đập tiền ấy, tiền của mọi người hiện tại đều phải thông qua ngân hàng, đúng không? chứ không phải tiền mặt. Nếu mà em chỉ thu tiền mặt hoặc là có rất nhiều công ty hiện tại họ đang làm thế này. Tại công, công ty ICO họ đang làm như thế này nhé Em đi vào dòng ICO này Họ yêu cầu Nhà đầu tư Mua USDT Hoặc Bitcoin Sau đó Chỉ giao dịch Bằng các đơn vị này Tức là họ sẽ yêu cầu nhà đầu tư là Mua toàn bộ cái phần tiền của mình chuyển sang thành USDT, mua ở đâu không biết Có thể họ có cửa cổng quy đổi hay là như thế nào thì không biết Không quan tâm đến việc đấy Và Bitcoin hoặc là Ethereum Sau đó là họ chỉ có giao dịch bằng các đơn vị tiền tệ này thôi Thì khi mà mọi người chỉ giao dịch bằng các đơn vị tiền tệ này thôi Thì cái server cũng như là toàn bộ thông tin của giao dịch này Nó sẽ không được quản lý ở Việt Nam Em đây khẳng định luôn là như vậy Mọi cái giao dịch này đều không quản lý ở Việt Nam Nên sau này đến lúc có vấn đề gì đó xảy ra thì gần như là mọi thông tin liên quan đến cái phần giao dịch này là đều là, là không thể nào xác thực được Đấy, em cũng trao đổi luôn là như vậy đây là cái nhất cái thứ hai nữa là cái uh, ICO ấy, thì nó không có không có cái uh, thứ nhất là bản có bạch này hồ sơ công ty đúng không ạ chỉ có white paper White Paper là một cái gọi là cái sách trắng do uh, Công ty nó tự đưa ra tóm lại nó đưa ra một cái cam kết nó giống như là hiện tại NAN đang đưa ra một cái slide ấy. NAN đưa ra một slide là lộ trình phát triển của NAN là như thế nọ như thế kia Tuy nhiên là White Paper hay là kể cả là slide đi chăng nữa thì đều có thể điều chỉnh Một cách dễ dàng Theo ý chí của Của đơn vị kinh doanh em nói ví dụ như ý chí của NAN hiện tại Thì tất nhiên là cái việc kinh doanh ấy Thì nó phải luôn luôn điều chỉnh tuy nhiên là cái mọi cái, cái 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 cái, dự báo về mặt số liệu rồi các thứ là không có một đơn vị nào kiểm chứng về 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 những cái thông tin đó Đấy. em nói ví dụ như là cái IPO chẳng hạn IPO thì cứ 3 tháng là nhà nước nó sẽ yêu cầu báo cáo tài chính một lần Đấy. 3 tháng báo cáo theo quý cứ 3 tháng một lần thế thì em cũng nói luôn là nếu mà công ty nào nó lên đại chúng mà không có doanh số không có doanh thu không có lợi nhuận trong vòng khoảng 3 tháng hay là uh, 6 tháng thì ngay lập tức sẽ có cảnh báo của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Và nếu mà tiếp tục phát triển âm thì thậm chí là còn còn bị, uh, bị bị ao ra khỏi cái danh mục chứng khoán mà hiện tại đang được quản lý bởi bởi nhà nước. Công ty lúc ấy là nó sẽ trở thành nhiều khi nó trở thành còn là <laughs> giấy vụn, giấy vụn luôn. Thế thì ở giữa hai câu chuyện giữa ICO và Nam ấy, thì em uh, có một cái như thế này. Ờ, em uh, tại thời điểm này cũng như toàn bộ cái quá, quá trình mà phát triển của Nan thì thứ nhất ấy, cổ phần của phát hành tạm thời bằng tiền điện tử của Nan nhưng sẽ được quy đổi thành cổ phần thực tế sau tối đa là 24 tháng, tức là cam kết tối đa 24 tháng công ty thành đại chúng. Và IPO lần đầu. Để nhà đầu tư quy đổi toàn bộ cổ phần đã. tối đa là 24 tháng công ty sẽ làm việc này đã. tức là gì tức là cam kết là năm nay là chúng ta là chắc chắn có lợi chắc chắn có lãi mặc dù là đã đầu tư khá khá rồi nhưng mà hôm trước em có tham khảo với các bạn kế toán rồi à, các bạn anh chị kế toán và kiểm toán uh, chơi khá thân với em ấy. thì anh chị có thể nói rằng là cái phần đầu tư của chúng ta là chúng ta có thể khấu hao khi chúng ta khấu hao rồi thì năm 2020 này sẽ chỉ phải chịu một phần chi phí cho việc đầu tư thôi. Đấy. Thì cái việc mà kế hoạch có lãi uh, nó sẽ ảnh hưởng bởi thứ nhất ấy, là cái doanh số bán của chúng ta hiện tại. Nhưng mà em có thể cam kết chắc chắn là doanh số bán của chúng ta năm nay sẽ có lãi. Thực, đấy theo sổ sách và chứng từ giao dịch từ ngân hàng đó. thì chắc chắn là doanh số năm nay của chúng ta sẽ có lãi theo cái sổ sổ sách và chứng từ giao dịch thực tế từ ngân hàng bởi vì sao ạ bởi vì vốn dĩ là nó đã như thế rồi chứ không phải không Đấy. vốn dĩ là chúng ta hiện tại nó đang đang là như thế rồi ờ, cái phần mà đầu tư cơ sở vật chất ở Đà Nẵng thì chúng ta sẽ khấu hao trong vòng 60 tháng Đấy. thì năm nay chúng ta chỉ phải chịu đâu đó khoảng 5 tháng thôi năm tháng thì đâu đó khoảng uh, mượn một phần 12 nó rơi khoảng 300 triệu Đấy. thì cái phần lãi thực tế chắc chắn là nó sẽ là được Đấy. và theo kế hoạch là 12 tháng trước khi nan Đấy. và theo kế hoạch ý, là cái mong muốn của em ấy thì uh, nan sẽ cái này là em chia sẻ thực này nan sẽ cố gắng là trong vòng 12 tháng sẽ quy đổi token sang cổ phần Đấy theo kế hoạch mong muốn của em là 12 tháng cái thời điểm này là thời điểm trước khi nan bán cổ phần cho các quỹ đầu tư thế thì em cũng chia sẻ luôn là như này nếu mà trong 12 tháng thì chúng ta nó mới chỉ đâu đó ở trong giai đoạn 3 em nghĩ nó khoảng giai đoạn 3 đó. và trước khi nan bán cổ phần cho nhà đầu tư thế thì uh, cái câu chuyện bán cổ phần cho nhà đầu tư thì nó sẽ như thế nào ạ uh, em uh, cũng có thể là chia sẻ luôn là em cũng rất là, 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 là tự tin và và cũng phải tự cảm thấy rằng là rất là may mắn bởi vì đã có một quá thời gian là startup ở rất là nhiều cái, cái 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 công ty lớn. Em có thể nốt vào đây để cho mọi người có thể tìm kiếm Apota này. Nextech. iTech. Yotel. Đây là bốn công ty bộ, về startup À, đây là bốn công ty mà em đã từng đảm nhiệm những vị trí chủ chốt của công ty của những công ty này thì hiện tại là những CEO của những công ty này thì đều là các sắc lớn anh nói như là sắc bình à. rồi anh tuấn anh đó hay là bên um, iCheck thì hiện tại là họ đã gộp trở lại với lại gộp lại với lại là là họ trở thành một công những công ty con của quỹ đầu tư VNLINE chủ sở hữu của uh, ví điện tử vnpay Đấy, thì họ có là quy mô rất lớn còn Iotel là một công ty con của thưa không phải công ty con mà là sân sau của mua iPhone sân sau của nhà đầu tư mua iPhone thì họ đều là những người có tiềm lực tài chính rất là kinh khủng cái việc đầu tư 500 nghìn hay một triệu đô nó không phải là vấn đề đối với họ thì em cũng nói luôn là theo kế hoạch mong muốn là 12 tháng kể từ thời điểm bắt đầu bán cổ phần tức là cái thời điểm em bán cổ phần cho mọi người là khoảng tháng 7 tức là trong năm 2021 là khả năng là sẽ quy đổi toàn bộ token của mọi người sang cổ phần trước khi nan bán cổ phần cho quỹ đầu tư thế thì cái chỗ này á cái chỗ này em cũng nói thêm một cái nữa là gì là đối với IPO thì sau khi IPO xong thì đa phần cổ phần như biết sau IPO giá nó sẽ là 10.000 cái cổ phần mà nếu biết sau IPO thì giá cổ phần nó nó sẽ là 10.000 đồng. Thế thì bây giờ trong cái kế hoạch 12 tháng sẽ thay đổi sang cổ phần này. Thì lúc đó giai đoạn 3 thì giá của mình nó rơi vào khoảng 2.000 đúng không ạ? Hơn 2.000. Thế thì bây giờ cái chỗ này sẽ xử lý với mọi người như thế nào? Tại vì cái giá cổ phần mà IPO mà hay là giá cổ phần mà quỹ đầu tư mua ấy ạ, thì nó sẽ là khoảng 10.000. Thế thì cái phần mà 2.000 mà mọi người đang giữ, em nói ví dụ giá token thời điểm đó là 2000 đúng không ạ Thế thì bây giờ có hai giải pháp cho nhà đầu tư một là công ty sẽ mua lại toàn bộ cổ phần với giá tối thiểu 150 phần trăm thời điểm em ví dụ như này hả Cái này là cái dự kiến tức là công ty sẽ cam kết mua lại cục toàn bộ cổ phần với giá tối thiểu là 150% tại cái thời điểm mà công ty mua lại đó giá hiện tại lúc ấy bán nó rơi khoảng 2 000 hạn thì công ty sẽ cam kết mua lại với giá khoảng độ 3 000 ai đó vào mua với giá 500 đồng hay 600 đồng thời điểm tại thì lúc đó nó sẽ nó sẽ gấp khoảng 5 6 lần gì đấy còn ngoài ra nếu mà mọi người không muốn bán thì quy đổi sang cổ phần theo tỷ lệ 1 1. Và đương nhiên lúc này công ty sẽ không bán token nữa. Đó. À, khi mà có nhà đầu tư quỹ vào rồi thì em cũng nói luôn với các anh chị là lúc ấy thứ nhất công ty sẽ không bán token nữa. Bởi vì lúc ấy cái mô mô hình hoạt động của chúng ta nó đã hoàn toàn thay đổi từ ICO sang IPO rồi thì lúc đó chúng ta sẽ tuân thủ toàn bộ cái quy định của ủy ban chứng khoán nhà nước đó à, được cơ quan quản lý nhà nước quản lý rất là chặt chẽ và phức tạp nên cái việc mà ISO bán cổ phần như thời điểm hiện tại nó không còn nữa tuy nhiên cái cổ phần anh chị lúc này nó sẽ có thể là lên cái mức là 10.000 em nói thẳng ra như thế nhưng mà đấy 10.000 nó cũng chỉ là cái giá đúng không ạ giá gọi là ước tính thôi Đấy, còn về chiều dài phát triển của công ty có thể lên đến hàng trăm nghìn hoặc trở thành cốc trà đá hiện tại là rất nhiều công ty của flc đúng không ạ có những thời điểm là họ có giá là một trăm bốn mươi mấy nghìn hai trăm nghìn nhưng hiện tại là cổ phần của họ chỉ còn giá cốc trà đá thôi thế thì em cũng nói luôn là Mọi người có hai cơ hội ở thời điểm đấy. Một là mọi người có thể là exit. Exit với tỷ lệ 1:1. Một một. Thì có phải là mọi người sẽ nhận được cái 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 lợi nhuận mọi người cái tài sản của mọi người nó nhân lên gấp 5 gấp 6 lần so với thời điểm đấy. Và cái cách thứ hai là mọi người tiếp tục trở thành cổ đông của công ty. Đấy. Em nói ví dụ như mục tiêu của của mình ý, chẳng hạn là nó gom 110.000 cổ phần thì sau này cũng khá khá đấy, nó lên nó trở thành không phải mấy phần trăm, thành cổ đông cũng thành cổ đông khá khá đấy, không phải là là cổ đông uh, nhỏ nữa, uh, hơn 100 trăm cổ của phần, của công ty là là, là cái tỷ lệ khá lớn. Thế thì đây, cái mục tiêu của công ty, em nói em uh, tóm tắt lại, đầu tiên công ty vẫn phải ICO như cái cái, cái câu chuyện của của, của của các công ty về đại chúng bây giờ, đấy. Tuy nhiên chúng ta phát triển đến tối đa 24 tháng cam kết là tối đa 24 tháng công ty sẽ lên đại chúng để mọi người đổi cổ phần sang thành 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 uh, cổ phần thừa cổ phần bình thường những công ty bây giờ uh, và nếu mà theo kế hoạch của công ty thì 12 tháng sẽ cố gắng 12 tháng quy đổi toàn bộ cái token sang cổ phần trước khi ra bán cổ phần cho quỹ đầu tư thì uh, em có nói luôn là như này câu chuyện là lý do Tại sao các quỹ đầu tư Muốn Đầu tư vào NAN à? Đó. À, Em cũng chia sẻ luôn là Lý do tại sao các quỹ đầu tư muốn đầu tư vào NAN Thì Các quỹ đầu tư mà muốn đầu tư vào NAN ấy, Thì họ thứ nhất Là chưa quan tâm đến lợi nhuận Cũng như các anh các chị ở đây thôi à. Đầu tiên là họ chưa quan tâm đến lợi nhuận Lý do bởi vì sao họ lại chưa quan tâm đến lợi nhuận? Bởi vì một công ty mà mới thành lập, đúng không ạ? Mới thành lập được uh, chưa đầy hai thứ tháng thì cái lợi nhuận ở thời điểm này chưa phải là lý do quan trọng. Những cái mà họ quan tâm là gì? Dữ liệu khách hàng. Đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là mô hình kinh doanh. Đó. Đầu tiên em nói về dữ liệu khách hàng để có được một cái khối lượng dữ liệu khách hàng mà mà lớn như thời điểm hiện tại. Chút nữa em sẽ trình bày quay trở lại cái câu chuyện của 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 Airbnb thì mọi người sẽ hiểu được cái dữ liệu khách hàng nó quan trọng như thế nào. Thế thì đầu tiên là họ chưa quan tâm đến lợi nhuận nhưng họ lại quan tâm đến hai thứ. Một là dữ liệu khách hàng. Đấy, lúc đấy là Nan đã có được cái gì? Đấy, đầu tiên là có được cái gì? mà họ lại quan tâm Đó. thì uh, có rất nhiều công ty đúng không ạ có rất nhiều công ty thì họ lại quan tâm đến khách hàng là end user tức là người dùng có rất nhiều công ty thì người ta lại quan tâm đến khách hàng là b2b tức là doanh nghiệp đúng không ạ tùy vào mô hình kinh doanh thế thì có một cái ở, ở nan là chúng ta kinh doanh có cả người dùng cả doanh nghiệp tức là gì ạ? hiện tại là chúng ta đang làm cái phần mềm uh, quản lý phòng đúng không ạ? khoảng hai tuần nữa chúng ta sẽ bắt đầu kinh doanh và em cũng nói thẳng luôn là trước khi làm phần mềm này là em cũng đã có mấy buổi ngồi với các đơn vị đang kinh doanh phần mềm này, có đơn vị thì chúng ta uh, gọi là mời họ đến để họ sâu cái sản phẩm của họ, coi như chúng ta là khách hàng tại chúng ta có phòng ở đà nẵng mà, uh, có đơn vị thì họ mình chúng ta quen biết nên chúng ta làm việc trực tiếp với họ được, thì cái phần mềm quản lý khách sạn này á uh, em có thể nói thẳng luôn là nó sẽ là cái cái sản phẩm làm bàn đạp để chúng ta chiếm lĩnh được cái thị trường doanh nghiệp kinh doanh chiếm lĩnh thị trường doanh nghiệp kinh doanh lữ hành à doanh nghiệp kinh doanh kinh doanh lưu trú và các sản phẩm phục, phục vụ du lịch như là nhà hàng vận chuyển đó thì em có nói luôn là chúng ta sẽ có được toàn bộ tập khách hàng của chúng ta là các khách sạn này các homestay uh, các đơn vị kinh doanh lưu trú và những uh, đơn vị kinh doanh ăn theo cái du lịch là nhà hàng và vận chuyển thì sau khi chúng ta có được họ thì toàn bộ phần hoạt động vận hành của họ đều trên hệ thống của chúng ta có nghĩa là gì là chúng ta có khách hàng toàn bộ khách hàng của họ đặt phòng book phòng uh, rồi là tất cả mọi thứ liên quan đến cả của họ thì đều nằm trên hệ thống của chúng ta chính vì vậy là chúng ta có dữ liệu khách hàng và nan nan lúc này có được dữ liệu khách hàng và dữ liệu khách hàng này nó sẽ được càng càng ngày càng dày thêm càng ngày càng phong phú hơn Đấy, và chúng ta càng ngày càng khai thác được hơn. Ngoài ra, cái mà họ quan tâm tiếp theo là gì ạ? Thế cái dữ liệu khách hàng này suy cho cùng là nó có lại nó mang lại được tiền hay không? Thì mô hình của chính, kinh doanh của chúng ta nó đáp ứng được là gì? Dữ liệu khách hàng mang lại tiền. Đó, dữ liệu khách hàng mang lại tiền. Thì uh, đây là lý do mà các quỹ đầu tư người ta sẽ đầu tư vào vào Nasdaq. Thế thì uh, thực ra cũng không quá lạc quan đâu ạ em tự tin thôi chứ không phải là quá lạc quan tuy nhiên là chỉ khoảng 6 tháng nữa thôi là chúng ta sẽ có thể bắt đầu là đàm phán với một quỹ đầu tư đầu tiên quỹ đầu tư đầu tiên thì gói đầu tư bạn đầu tiên này nó khoảng là 500 nghìn 500 nghìn thì nó đã đủ để mua lại cổ phần của của anh chị chưa chưa đúng không ạ thì cái cái 500 nghìn đầu tiên nó chỉ là cái vòng xít vòng đầu tư xít thôi còn đầu tư đầu tiên là đầu tư thiên thần thôi. Sau đó là chúng ta sẽ gọi vốn đâu đó nó khoảng độ 3 triệu. À, em mong muốn kỳ vọng là gọi được 3 triệu đô. Sau khi gọi được 3 triệu đô thì em có thể khẳng định luôn là thứ nhất ấy, toàn bộ cái phần vốn cho đến giai đoạn 3 đấy nó rơi vào khoảng độ mấy chục giai đoạn 3 nó sẽ rơi vào khoảng mấy chục tỷ đấy. như là khoảng là thì toàn bộ cái giai đoạn đấy là công ty sẽ mua lại hết để quy đổi sang cổ phần cho cho nhà đầu tư. Còn nếu không mua lại được thì có thể quy đổi toàn bộ sang cổ phần của 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 của, của, của Nang. Đó, đấy là cái mong muốn của em trong phát triển trong cái giai đoạn này. Thì có thể chúng ta sẽ dừng lại cái việc gọi vốn vào hết giai đoạn 3 cố gắng là như thế. Đó. Thì đây là câu chuyện mà lộ trình mà chúng ta đang muốn làm trong cái định nghĩa về ICO giữa nan và IPO. Thì giai đoạn này chúng ta đang phải hoạt động theo cái cái mô hình của ICO hơi gọi là hơi hơi hướng của ICO Thế, tuy nhiên là chúng ta sẽ quay trở lại với lại là 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 IPO và cái cách vận hành truyền thống vào giai đoạn đó đây nha em à ok hải ơi chút nữa anh sẽ trao đổi về cái câu hỏi của em nhá cái này chẳng qua là em chưa nghe những cái buổi zoom trước của anh thôi Tức là như này nhá à, Thôi anh trả lời luôn chỗ này đi Em đã sử dụng Reina để đầu tư hết vào phòng rồi đúng không? Anh có một cái cam kết vào một, một, một vài buổi zoom trước ấy Là anh sẽ cam kết mua lại cái căn hộ đó Với số Reina tối thiểu Là 90% số Reina mà em đã đầu tư đó. Còn tất nhiên là em có thể bán cho người khác Không sao cả, bán cho người khác cũng được Đấy Bán cho người khác thì người ta vẫn tiếp tục giữ. Thế thì khi mà 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 IPO ấy hoặc là khi vào cổ phần ấy thì nhà đầu tư ấy người ta quan tâm đến cái dữ liệu và cái mô hình kinh doanh hơn là cái cái phòng của Nan. Tại phòng của Nan ấy vốn dĩ là gì? Vốn dĩ là vốn đó là vốn của nhà đầu tư. Đó và anh sẵn sàng là nếu hoặc là tiếp tục duy trì cái cái căn hộ đó để tiếp tục vẫn cái, cái mô hình là gì? Vẫn mô hình là Nan là đơn vị quản lý đúng không ạ? nan là đi quản lý và chia lãi cho nhà đầu tư đó thì uh, và tài sản đó của nhà đầu tư sau một quãng thời gian thì nan luôn luôn cam kết là mua lại với giá tối thiểu là 90% mươi thì để cho nhà đầu tư song hành với lại là 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 nan thì lúc đó anh quyết định là anh có thể mua lại mà thì em lại lấy chính cái phần rena để em cộng với nan để thành token để em đổi còn lúc đó đúng rồi 90% chứ không phải 8,90 gì đây 90% giá trị Rena đầu tư ban đầu Đó. là em có thể ghép trở lại như bình thường là em lại đổi token còn hoặc có những nhà đầu tư là họ lúc ấy họ sẽ bảo là không tôi không cần cái phần đó tại vì vốn dĩ là cái phần lợi nhuận từ kinh doanh phòng nó đã quá lớn rồi nó đủ happy với họ rồi đấy bởi vì là chúng ta là mãi mãi mà chúng ta kinh doanh cái đó là mãi mãi không không bị giới hạn vào thời gian thì họ coi như là một khoản, gọi là khoản đầu tư, đầu hiệu đầu tư 150 triệu. Mỗi tháng họ thu về khoảng à, mấy phần trăm nhỉ? 4% là 6 triệu. Họ đầu tư 300 triệu, thì mỗi tháng họ thu về khoảng 4% là nó rơi vào khoảng 12 triệu. Tức là hàng tháng họ có một khoản như khoản lương, ấy, khoản ban đầu. Ấy, thì họ chẳng cần phải rút lại làm gì cả. Họ cứ thế họ nhận. Đấy, hàng tháng họ nhận tiền về mười mấy triệu. Đấy, coi như là một khoản lương của họ thì họ cảm thấy happy video đấy rồi thì họ không cần đổi nữa nhưng nếu mà đổi thì anh chạc, cam kết là mua lại đấy. thì cái chỗ thì yên tâm không phải là bị mắc kẹt ở chỗ đấy đâu cái đấy không bao giờ có chuyện đấy quan điểm nó sẽ rõ ràng là như thế có em ghi em ghi uh, video từ đầu rồi chị gặp ạ tại vì hôm nay là cái mà em cũng muốn cho mọi người rõ ràng đấy thế thì uh, quay trở lại câu chuyện không cần đâu ạ, à. anh để nguyên token thì sau này không phải đổi chắc thì cả. Nó vẫn là token, thứ ra token hay là rena hay là nan thì vốn dĩ nó là một thôi ạ. À. Nó chỉ là cách mọi người nó chỉ là cách mọi người đang quản trị cái phần của mình thôi. Chứ còn nó cũng chẳng khác nhau đâu. Thì đây là cái câu chuyện mà hôm nay lần đầu tiên em chia sẻ về cái 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 định hướng và nói thẳng luôn là ở đây em là người có kinh nghiệm trong việc là là gọi vốn, kinh nghiệm trong việc phát triển dự án startup rồi thì mới dám trao đổi với mọi người về câu chuyện này. À, đối với cộng đồng gọi vốn cộng đồng ạ, à, đối với những người làm về dự án như thế này, em có thể khẳng định rằng là không có nhiều người mà có kinh nghiệm về cái việc là gọi vốn cũng như phát triển dự án à, offline một cách thực tế như thế này hơn em đâu, tại em đã ít nhất là được trải qua môi trường của bốn lần đầu tư đúng không ạ, em cũng đốt được khoảng mười mấy tỷ rồi, không phải ít, Từ Apota này, Nextech, Itech và Yotel cái số tiền mà em đầu tư vào các dự án này nó cũng phải không phải ít. Đó. Thì uh, thực ra là anh em vẫn luôn luôn muốn là gì ạ? Muốn là tạo ra một cái cái câu chuyện về 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 mặt dòng tiền. Đó. Tất cả mọi dự án, suy cho cùng có muốn bán được hay không là phải là mô hình kinh doanh mang lại tiền. Đó. Em nói ví dụ như hiện tại chúng ta đang đang mang lại tiền. Uh, toàn bộ cái việc là bán tour chúng ta đang mang lại tiền rất ổn Tuy nhiên tiền đấy có thể lên được nhiều nữa hay không thì nó lại phụ thuộc vào dữ liệu khách hàng đấy. dữ liệu khách hàng ở đây là có hai loại dữ liệu khách hàng là người dùng và doanh nghiệp Thế thì hiện tại là chúng ta đã làm được một điều mà em đã sâu cho anh chị rất nhiều lần trong thời gian gần đây là đó là cái dữ liệu người dùng chúng ta đã kéo được rất nhiều dữ liệu người dùng về rồi nhưng khách hàng doanh nghiệp thì hiện tại chúng ta mới chỉ là đối tác của họ thôi đấy. mà đã chỉ là đối tác của họ thôi ấy thì chúng ta bị phụ thuộc vào họ. Chúng ta có rất nhiều thứ chúng ta không thể nào mà mà mà, mà quản trị được cái, cái câu chuyện chúng ta. Thế tuy nhiên là hiện tại chúng ta có cái phần mềm gọi là phần mềm em đặt là Nam Room, Nam Room thì đó là phần mềm quản lý phòng, quản lý căn hộ. Thì uh, chắc khoảng đâu đó khoảng chục ngày nữa là là anh em sẽ xong được và bắt đầu triển khai. Thế thì cũng đã gọi rất nhiều đơn vị, hai ba hôm nay gọi rất nhiều đơn vị từ Easy Cloud này, uh, New Way này Đấy uh, quản lý về phần mềm khách sạn thậm chí cả đăng nhập hộ đăng nhập nhờ vào cái tài khoản của booking.com xem họ quản lý như thế nào. Thì mới thấy là những cái mà chúng ta đang làm ấy nó rất đơn giản nhưng nó lại mang lại được giá trị và mang lại được dòng tiền thực sự. Và đang có rất nhiều người là đang đang đang, đang dục là em Phương mang cái phần mềm của em lên đây đi để anh trải nghiệm, sẵn sàng trả tiền. Đó. Thế thì uh, quay trở lại cái câu chuyện về ICO và IPO đi ạ. À, chúng ta còn mấy phần nữa thứ nhất là thời điểm đấy đúng không ạ cái pháp lý thì rõ ràng rồi đúng không pháp lý thì ICO thì chẳng có cơ sở pháp lý gì tại Việt Nam cả ừ, được quản lý bởi cũng không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan nào và quá là dễ dàng nhưng mà IP, IPO thì nó khác à, lý do tại sao là chúng ta cái vốn nó đối với nhà đầu tư ấy, sau khi là chúng ta có là một cái 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 bản thỏa thuận thống nhất mà chúng ta lại phất khoảng 3 tháng mới nhận được tiền về thì đó nó là do việc là đầu tư của các con nếu Việt Nam là tương đối là phức tạp Đấy. Tuy nhiên là vẫn cam kết là lên IPO sau 24 tháng chúng ta đang đi đúng hướng rồi đó. không em thấy là thậm chí là uh, ở đây nhá, em cũng chia sẻ với mọi người là như thế này này sẽ Ch tranh thủ chia sẻ luôn vào ở cái dòng ở dưới này lý do tại sao chúng ta lại có được cái câu chuyện ngày hôm nay ạ? Thì uh, em có chia sẻ thẳng luôn là có rất nhiều dự án là chỉ nằm trong câu chuyện ấp ủ thôi. Chỉ nằm trong câu chuyện là gì? Là nói rằng là tôi có hệ sinh thái này, nói rằng tôi có hệ công nghệ hệ thống công nghệ kia, nói rằng là tôi làm hệ thống công nghệ này, hệ thống công nghệ kia, nhưng suy cho cùng là có đem đến có đem cho khách hàng dùng hay không? Thì vẫn chưa đem. Đầu tiên là em nói là nan space. Đúng không ạ? Cái thời điểm tháng 7 là cái thời điểm mà trong cái buổi họp đầu tiên ấy. Hôm nay có VV này, có Minh này, có một vài anh chị em nữa. Thì câu câu chuyện của chúng ta chỉ xoay quanh là gì? Là phòng, phòng nghỉ thôi đúng không? Là căn hộ nghỉ thôi. Đấy. Và sau đó là ngày 24 tháng 7 tức là 6 ngày 24 tháng 7 là ngày đầu tiên có có có, có người bị gọi là gì nhỉ? bị uh, Covid ấy. Thì uh, chỉ sau 6 ngày là em đã thuê được căn hộ rồi. Ngày 19 là em đã đi là nẵng tức là ngày À đâu, ngày 22 đi Đà Nẵng chứ. Tức là 3 ngày, 4 ngày sau kể từ hôm mà mà bắt đầu phát triển cái dự án là em đi Đà Nẵng và đến ngày 24 đúng không ạ? Ngày 24 này. Ngày 24 tháng 7 là có căn hộ đầu tiên. Đúng không ạ? Thế thì lúc này khi có căn hộ rồi thì cái câu chuyện chúng ta là gì? câu chuyện chúng ta à đây có thêm một cái mốc nữa là người mai người 2 tháng 8 là hoàn thiện toàn bộ tòa nhà đó tức là gì bây 12 tháng 8 toàn bộ tòa nhà thì cái bài toán đặt ra là gì tìm khách hàng ở đâu đúng không ạ tìm khách hàng ở đâu thì trước đó chúng ta đã tính rất nhiều phương án rất nhiều kênh đó thế nhưng mà sau đấy thì chúng ta để ra một cái là nan cms là kênh để cộng tác viên bán phòng cho nam đó cộng tác viên bán phòng cho nam thế sau khi mà xây được một cái 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 hệ thống phần mềm để quản trị cái việc cộng tác viên bán phòng cho nam thì chúng ta lại sinh ra một cái câu chuyện là gì cộng tác viên có thể bán phòng cho hệ thống khác ngoài nam ở các tỉnh khác thì tại sao lúc ấy lại để ra được cái tư duy này là bởi vì là gì ạ là cộng tác viên này nếu mà họ bán ở các tỉnh khác em nói ví dụ như ở Đà Lạt Đấy, nếu mà ở Đà Lạt chúng ta bán được là 50 tour một ngày Vậy anh nói ví dụ như là bây giờ như này nhá nào nói như này cho dễ dùng này cộng tác viên hiện tại chúng ta có khoảng là 200 200 cộng tác viên đúng không ạ 200 cộng tác viên và mỗi cộng tác viên 1 tháng chỉ cần bán được 5 tour. Đúng không? 1 tháng 5 tour. Là ít thôi đúng không ạ? 1 tháng bán được 5 tour là ít thôi mà. Thì là tương đương với lại là 1 tháng là bán được 1.000 tour. Là bằng 30 tour trên ngày. Đúng không ạ? Thế bây giờ em ví dụ đi. Đà Lạt để chúng ta bán được 30 tour trên ngày. Thì tức là gì? Tức là chúng ta đầu tư nan Đà Lạt. Nam tại Đà Lạt Mà không phải suy nghĩ Đúng ạ à. Đó Thế thì cái Cái tư duy lúc ấy là như thế này Tức là chúng ta công tác viên chúng ta bán cho các hệ thống khác ngoài Nam ở các tỉnh khác và nếu mà chúng ta bán được Thì tức là lúc ấy chúng ta đầu tư một cái địa điểm mới mà chúng ta không phải suy nghĩ gì cả tại chúng ta hiện tại đang bán được rồi mà Thế sau khi bán được ở các đơn vị khác thì chúng ta lại có một cái là Kéo tìm kiếm khách hàng đúng không ạ kéo lít kéo khách hàng cho hệ thống thì chúng ta để ra cái telegram ba khách hàng một ngày đúng không ạ thế sau khi chúng ta kéo được 300 khách trên ngày rồi thì chúng ta lại có một câu chuyện nữa là lại booking với khách sạn trực tiếp Đấy, sau khi mà tuần trước đấy, em đi lên uh, Sapa em làm việc và chúng ta không booking trực tiếp được thì chúng ta lại sinh ra một cái là phần mềm phần mềm quản lý bán hàng đúng không ạ bán phòng đó và sau chúng ta có hệ thống chatbot khai thác thông tin đó thì uh, đây anh chị nhìn ạ. Toàn bộ cái tiến trình phát triển này chúng ta lớn lên hàng ngày. Tuy nhiên cái quá trình lớn lên của chúng ta nó chỉ là 3 tháng. 3 tháng để thay đổi. Đúng không? Để thay đổi từ một cái quy mô. Gọi là gì nhỉ? Tự làm. Tự vận hành. sang một quy mô công ty công nghệ. Cạnh tranh với Airbnb ở mảng đó là mảng um, homestay về quản lý phòng đó. chúng ta từ 3 tháng từ cái mô hình quản lý gọi là vận tự vận hành phòng chúng ta phát triển ra được cái hệ thống phần mềm mà làm được việc này đúng không ạ thế thì lý do tại sao chúng ta lại làm được việc này trong quá trình 3 tháng đấy chúng ta không chỉ ngồi nghĩ đâu ạ không phải ngồi nghĩ mà chúng ta đã kiếm được tiền đúng không đầu tiên đầu tiên là kiếm được tiền từ sản phẩm điều thứ hai kiếm được khách hàng từ sản phẩm điều thứ ba cải tiến sản phẩm đó đây là ba thứ mà trong 3 tháng chúng ta đã làm được thế còn uh, có rất nhiều dự án là họ uh, ngày đầu họ họ chia sẻ như thế nào thì sau 3 tháng sau 6 tháng thậm chí sau một năm nó vẫn cứ như vậy thôi ạ nó vẫn cứ luẩn quà luẩn quẩn có thể họ đẻ thêm dự án có thể họ đẻ thêm những cái gì đó nhưng mà suy cho cùng là gì nó vẫn nằm trong quá trình gọi là nghiên cứu nghiên cứu đúng không ạ nó chả thấy khách hàng đâu cả lạ thật không hiểu họ có sốt ruột hay không chứ nếu là em em cực kỳ sốt ruột em nói ví dụ như là kéo lít kéo khách hàng cho hệ thống xong rồi kéo được telegram kéo 300.000 300 khách một ngày thì lập tức là gì khách nó bảo là bây giờ nó cần ngay sale cần booking ngay thì em cực kỳ sốt ruột luôn. Phải đi Sapa để xử lý cái việc đấy. Ngay thì chúng ta mới lại tạo ra một hệ thống. Tức là gì? Tức là chúng ta luôn luôn quan tâm đến việc là vận hành, kinh doanh, vận hành kinh doanh sản phẩm công nghệ là phục vụ cho vận hành và kinh doanh chứ không phải sản phẩm công nghệ là là để đấy thì em chẳng biết bao giờ nó mới ra tiền. Đấy. Thế thì đây là cái câu chuyện mà Na đang làm. Và từ cái dữ liệu khách hàng này cộng với mô hình kinh doanh thì nhận vốn đầu tư quỹ rồi làm tổ chức nó sẽ nhanh hơn rất nhiều đây là cái mà 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 em đang mong muốn và đang phát triển thì uh, rất may là đang tự tin là nó đang đi đúng hướng đấy nó đi đúng với cái nó như uh, các bạn <laughs> đúng với quy trình đúng với cái thứ mà chúng ta đang đang muốn làm và đang phát triển nó, Đó. chứ không phải là 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 cứ để ôm nó mãi đấy, không phải là như thế. Thế thì, thế thì đấy là cái mà chúng ta sẽ phát triển và hôm nay em muốn mọi người hiểu được. Thứ nhất, ICO là gì? ICO là cái việc là phát hành tiền mã hóa trên một cái hệ thống công nghệ, đấy. cái nền tảng là kỹ kỹ thuật số bao gồm có thể có blockchain hoặc không blockchain, có thể dùng uh, nền tảng của Bitcoin, có thể dùng Ethereum hoặc có thể dùng ở bất kỳ một cái cái nền tảng nào khác. Tuy nhiên là phát hành cái đồng token được mã hóa thì chúng ta hiện tại đang phát triển theo cái hướng đó. Tuy nhiên về lâu dài á là chúng ta sẽ đi theo hướng là IPO và đi theo hướng trở thành công ty công nghệ thực sự. Nó sẽ trở thành công ty công nghệ như uh, như như Uber hay là như Airbnb mà em đã từng sâu cho anh chị á, đều là những unicorn giá trị hàng tỷ đô chứ không phải là ICO thì nói thì nói thế thôi nhưng không có công ty ICO nào tỷ đô cả. Không có ai định giá các cái công ty ICO cả. Chỉ là cái việc là tiền đồng tiền do công ty nó phát hành ra thì hiện tại nó đang là giá bao nhiêu. Chứ còn không có ai định giá cái 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 dự án đấy cả. Em nói ví dụ như là Bitcoin chẳng hạn, có rất nhiều người bây giờ cứ mong là Bitcoin sập. Chứ có ai bảo là Uber sập hay là Grab sập đâu? nó chẳng thể nào sập được. Nhưng mọi người sẽ có những người mong là các, các các công ty tiền ảo sập. Đấy là điều bình thường tại vốn dĩ ấy, là họ không xây dựng trên cái nền tảng là là tài sản. Đó. Thì đây là cái phần mà trao đổi với lại mọi người hôm nay về về câu chuyện định hướng của Nan giữa kẹt giữa ICO và IPO. Đó. Chúng ta chưa thể IPO ngay được, Đó, đúng không ạ? Bởi vì là vướng mắc về ràng buộc về pháp lý, ràng buộc về điều kiện kinh doanh. thì cái mong muốn của chúng ta là nó sẽ là như vậy đúng không ạ có ờ. ờ. thực ra cái việc mà thay đổi ICO như Hải nói ấy, anh mà nói thật Uh, có thể ở thị trường Việt Nam anh vẫn là ICO, uh, CEO như bình thường nhưng khi mà ra thị trường nước ngoài ra thị trường khác thì sẽ phải có CEO phụ trách cái thị trường đó mà thậm chí là trở thành công ty đa quốc gia có thể lúc đấy anh không chắc đã là ICO nữa anh chỉ có thể là người gọi là nắm vốn hoặc là người gọi à, à, quên là CEO nữa là chủ tịch hay là gì đấy chẳng hạn nhưng mà cái người điều hành chính ý, có thể không phải là mình tại vì phải nói thẳng ra là cái quy mô của công ty Biết đâu đếm lúc nào đó nó như Airbnb chẳng hạn Thì Airbnb nó thay việc Nó thay đổi CEO là việc bình thường Chỉ có điều là cổ phần mà anh nắm giữ nhiều nhất ấy, Thì sẽ không bao giờ thay đổi được đó, Đúng không? Tức là anh Phương là người nắm giữ cổ phần nhiều nhất Của dự án Aspace thì điều đó không bao giờ thay đổi Còn CEO có thể thay đổi Không có vấn đề gì cả Mà nếu mà làm được điều đó Thì anh lại cảm thấy là quá happy Vì tự nhiên có những người mà rất giỏi Để phụ giúp mình để cùng kinh doanh À, mọi người có ai băn khoăn gì về cái chỗ IPO và ICO này không ạ? IPO là việc Một số lượng nhà lớn nhà đầu tư này bán ra cổ phần cho công chúng và được sự quản lý của uh, Công ty Ủy ban chứng khoán nhà nước Đó Thì là IPO Thế còn ICO là việc phát hành ra một lượng tiền lớn token Để bán Bán ra và không ai quản lý cả Đó. Đấy là cái nhất, cái thứ hai về pháp lý của IPO thì có tính pháp lý rõ ràng này, toàn bộ phần uh, liên quan đến giấy tờ sổ sách báo cáo tài chính là đều phải rõ ràng. Thế nhưng mà pháp lý của ICO thì không có mà chỉ có mỗi cái uh, sách trắng thôi. Sách trắng thực ra nó cũng như cái slide ấy ạ, muốn dĩ cái slide nó là một loại sách trắng. Trở qua nó là dạng rút gọn thôi. Thế thì đến thời điểm này là chúng ta đi, đi cho con đường là ICO gọi là đến uh, cũng đi được một phần ba quãng đường rồi. Đó, chúng ta chuẩn bị hết giai đoạn đầu tiên rồi Thì uh, cũng đi được một phần 3 con đường rồi Thì cái câu chuyện là gì Câu chuyện là Con đường tiếp theo của chúng ta Nó sẽ như thế nào Thì cam kết của em trong vòng tối đa 24 tháng Sẽ để cho mọi người chuyển cái token thành cổ phần Thứ hai nữa là Kỳ vọng ở Trong kế hoạch thì 12 tháng Là mọi người đã có thể đổi được rồi Đó. Tại vì như thế này Em cũng nói thẳng luôn Là với các nhà đầu tư là các quỹ các sắc lớn họ đầu tư vài triệu đô họ sẽ không chấp nhận cái kiểu phát hành cổ phiếu như bây giờ đâu ạ nó phải rất là chặt chẽ chứ nó không thể theo kiểu như bây giờ được thì thời điểm đó là thời điểm mà bắt buộc hoặc là toàn bộ cổ đông phải chuyển đổi sang cổ phần hoặc là nan sẽ mua lại với giá là cam kết là giá tối thiểu là một trăm thời điểm bán tức là gì tức là các nhà đầu tư lúc ấy cũng phải lời được ít nhất là gấp một năm đúng không ạ và lại nếu không thì có thể là gấp 3 gấp 5 lần gì đó thì chắc chắn là như vậy thì uh, đây là cái tính toán và cái cái cam kết của của nan khi mà làm không phải tự nhiên mà mà, mà nan đưa ra cái cam kết đó không phải cũng không phải để cam kết để gọi vốn đâu ạ à, bởi vì là mọi nhà đầu tư và bây giờ cứ đầu tư vào uh, vào thời điểm này đúng không ạ là có 600 à 500 mấy nhỉ 58 đúng không ạ 58 mà đến lúc mà nó lên uh, 2 k và cao kết 1,5 thì nó là khoảng 3 k tức là mọi người sẽ lãi khoảng gấp 5 lần em nói ít nhất là gấp 5 lần còn nếu không đổi sang cổ phần thì, thì nó có thể lãi gấp 20 lần nhưng mà cái 20 lần này thì nói thẳng ra là là thời điểm của nó gọi là giá quy ước lúc đấy thôi còn cái việc phát triển của công ty sau khi IPO xong ấy, thì giá nó sẽ do thị trường quyết định đấy, công ty làm ăn tốt thì giá nó sẽ tăng lên thậm chí tăng lên mạnh tăng lên kinh khủng nhưng công ty làm ăn không tốt thì giá nó sẽ giảm đi à, tuy nhiên cũng chia sẻ với anh chị là một khi các nhà đầu tư người ta đã đầu tư cả triệu đô vài triệu đô vào thì cái việc mà trong ngắn hạn công ty làm ăn không tốt là điều gần như không thể đó mà trong dài hạn thì nó cũng vô cùng ngay cả flc bây giờ cổ phiếu người ta cũng dám thấp mà đó. thì cái mà, mà mà chúng ta mong muốn nhất là gì chúng ta càng ngày càng phát triển lên và với cái tư duy như em vừa trao đổi với mọi người đấy ạ cái tư duy là trong 3 tháng nan đã làm được những gì nan đã chuyển đổi những gì chuyển đổi mô hình phát triển như thế nào đúng không? ở đây nó phải là hàng chục cái gạch đầu dòng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 gạch đầu dòng tức là trong 3 tháng đấy chúng ta phải có 16 lần tiến hóa thì uh, 3 tháng là 9 ngày 16 lần tức là 5 ngày chúng ta tiến hóa một lần đúng không? tức là 5 ngày chúng ta phải xử lý được một cái mốc một cái mốc mà chúng ta đã phải làm chứ không phải là ít thì đây là cái thứ mà và đặc biệt là cái tháng mà covid là thời điểm chúng ta tiến hóa chậm nhất Đấy, chúng ta làm được ít việc nhất và thời điểm này đang là thời điểm chúng ta tiến hóa nhanh nhất Đấy. thì là thời điểm mà, mà mà càng ngày càng càng gần hơn so với cái việc là 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 mọi người có thể là exit để thu lời chốt lời lúc ấy Dan Space sẽ làm dự án đầu tiên và thậm chí là duy nhất trên thị trường giúp cho nhà đầu tư có lãi có lãi thực sự em có chia sẻ thực tế là như thế và cái đó là cái mà anh em ở đây tính toán và mong muốn ngày đêm cố gắng để để đạt được cái việc đấy. Thì đây là cái mà 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 hôm nay em cũng chia sẻ với mọi người. Có lẽ đây là lần đầu tiên và sau này cũng không có nhiều lần chia sẻ về cái này nữa tại vì lúc ấy các thứ nó càng rõ ràng rồi đúng không ạ? Càng rõ ràng rồi thì cơ hội nó lại càng dễ. Gửi file hả? Gửi cái file này, gửi cái file mà anh đang đang đang, đang uh có vào đây à hải ok anh xếp lại anh sẽ gửi cho mọi người nhé gửi file đúng không tôi nó phải cho lên driver nữa cơ ok rồi anh sẽ gửi cái file này lại cho mọi người nhé đấy anh, anh quay quay một lượt vào nó đã sau rồi anh sẽ gửi lại cho mọi người đây Yên tâm, những cái này là mọi người sẽ được nhìn thấy trong thời gian ngắn tới thôi không phải đợi chờ đâu, cứ vài hôm zoom là lại thấy nan nó khác biệt lắm rồi, nó không còn đơn thuần, nó không còn được câu chuyện là chúng ta chỉ có một cái một màu về sản phẩm nữa rồi, đây, anh sẽ chia sẻ với mọi người, có sẽ gửi file này cho mọi người, cam kết luôn, tối đa là hai tư tháng đúng quy định của pháp luật là sẽ lên. Đó. Mọi người có hỏi chưa không ạ? 9 giờ 30 rồi, vẫn hồi, kia đây kia đây. Đúng, đúng, đúng mới mất thôi. đúng những cái gì mà gọi là rút từ uh, tâm uh, từ uh, tâm can hay là gọi là từ từ trong gọi là đam mê ra đấy. vừa nói vừa vừa vừa, vừa trao đổi với mọi người. từ ruột ra à, thật đấy. thực tế luôn chứ không phải là bảo là chuẩn bị. Uh, sẵn tài liệu hay gì cả đâu cái này là những cái mà anh em đang cố gắng vào hàng ngày họp để đạt được đấy. chứ không phải là là nói cho hay đâu mọi người nhìn thấy đấy mà những cái gạch đầu dòng em nói ví dụ như 27 tháng 24 tháng 7 có căn hộ đầu tiên 12 tháng 8 hoàn thiện đúng không ạ sau đó chúng ta tìm câu chuyện tìm khách này, thì thành uh, xuất hiện lan cms này, sau đó chúng ta có cộng tác viên này, đúng không ạ? sau đó chúng ta có uh, lead này, kéo lead này đúng không ạ? có telegram, có booking với khách sạn trực tiếp và bây giờ chúng ta có phần mềm bán phòng, đó. ngay cả ví dụ như là những uh, thế nào nhỉ, hết tuần này chúng ta sẽ có một cái uh, nữa là cái lucky draw hàng ngày mọi người cứ vào naninvest invest mọi người quay xem trúng thưởng gì không hay là có may mắn gì không cũng đã là đã là kiếm được cái cái may mắn của mình rồi thì hệ thống mới chắc hay hoàn thiện trong hai ba ngày nữa là sẽ xong nó tóm lại là em có thể khẳng định rằng đối với công nghệ thì công ty chúng ta là tự tự tin là một trong những công nghệ mà công ty công nghệ mà có cái sự phát triển về tốc độ về sản phẩm nhanh nhất có thể Mọi người có câu hỏi gì không ạ? Có câu hỏi gì về phần vốn đầu tư hay là thắc mắc gì không? Đầu tiên là mọi người có phân biệt được ICO với IPO chưa? ICO là gì? ICO là việc phát hành cái cái token được mã hóa như hiện tại chúng ta đang làm. À, uh, IPO cũng thế. IPO là gì? Chúng ta phát hành một cái loại chứng khoán nhưng lại bị quản lý của các nhà nước. Oh. Oh, anh Kiên cảm ơn anh Kiên đã chat trong nhóm tìm hiểu Naspay uh, mọi người hỏi đi ạ thoải mái đi không hỏi là thì bạn Hương ai chưa điền số không ạ thế lúc để em hỏi vậy ai chưa điền số hôm nay là mọi người không trúng rồi không trúng sổ uh, số rồi thì mọi người uh, điền số đi ạ điền số đi uh, và chúng ta lấy con số may mắn của mình không hiểu đến giờ này còn ai chưa biết điền số không ạ <laughs> hôm trước vẫn có bạn và vẫn comment là chưa biết điền số thế nên mới buồn cười wow. anh chị điền đi thôi đây, có bao nhiêu người điền rồi em em nhẩm tính cho anh xem là có bao nhiêu người điền rồi kiên có xem được không anh bao nhiêu người điền rồi chúng ta đang có 58 người theo dõi được bao nhiêu người điền là minh điền chưa à, mới điền à? mọi người có ai chưa điền không bao nhiêu người kia cao cái tưởng mà Thôi mọi người có khi không điền nữa, mọi người chụp ảnh vào đi. 41 người điền à? Thế vẫn còn 17 người chưa điền à? Còn lại chưa điền số may mắn không ạ? Lại nhỉ? Sao vẫn còn 17 người chưa điền nhỉ? 17 người chưa điền thì có em này Kiên và Hương không điền. Thì như vậy phải còn uh, mười mấy người chưa điền. Lý do tại sao? Mọi người đi ăn đi Ờ à, anh cảm ơn Hải Thôi em cứ không điền đi cũng được